một vườn trầu. Chiều chiều anh sang bên đây, hoa cau bên này, rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường, mẹ xin năm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói, để hoa cau rụng trắng đêm trắng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trâu
Đại biểu đã được sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền địa phương. Hai gia đình nghe mình đồng ý có tổ chức buổi lễ ăn hỏi, sau lễ hỏi là đến lễ đám cưới. Kính mong các cụ các bà, kính mong các cụ các ông bà, bà gái nhận lễ giúp và mời các cụ các ông bà về trên nước. Kính thưa các cụ các ông bà, chúng ta cũng phải có gì thân quý nhất của hai gia đình. Hôm nay tôi đề xuất của các cụ nhà gái chúng tôi và chủ quyền của ông Thắng bà Hưng, hôm nay trong buổi lễ khai trọng này, lần đầu tiên rất vui được gửi tới các cụ các ông bà lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa các cụ các bà, hai cháu Thủy và Thắng Thịnh được phép của hai bên gia đình bố mẹ đã được đi lại tìm hiểu yêu thương nhau, hôm nay đã chín muồi. Hôm nay ngày này tháng tốt, gia đình mọi nhà trai có sửa lễ ăn hỏi đến để trước mắt là ra mắt tổ tiên, sau là để các cụ các bà chứng kiến lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình tôi xin trân trọng kính mời các cụ các bà xơi chầu uống nước mừng hạnh phúc cho hai cháu, xin chân thành cảm ơn. Các bà bên hồ nhà gái cũng như các cụ các bà nhà trai cùng các bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, qua một thời gian hai cháu tìm hiểu được chứ hai cháu về báo cáo với hai gia đình là đã nhất trí xây dựng gia đình với nhau, gia đình vô nghĩ chỉ cần với tôi nên phương tiện của các cô. Và phần thứ nhất là phần lễ ăn hỏi, sau phần lễ ăn hỏi là đến phần lễ đám cưới. Vậy qua đây mời các cô con các bà bên họ gái nhận lễ đám cưới các cô. Kính thưa các cụ các bà, thưa toàn thể quý vị thân quý khách của hai gia đình, hôm nay trong buổi lễ trang trọng này thật vinh dự cho tôi được sự ủy quyền công tử của các cụ bên họ nhà gái chúng tôi và nhất là được sự ủy quyền của các bà đấy. Kính thưa các cụ các bà, qua thời gian các cháu tìm hiểu yêu thương nhau, hôm nay đã chín muồi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình bên họ nhà trai nhất là ông Vĩ bà Huê có rửa tay lễ đến gia đình vợ gái chúng tôi để làm lễ tổ tiên, và hai gia đình cùng lo hạnh phúc tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thay mặt gia đình tôi xin kính mời các cụ các bà cơ chầu uống nước và cũng xin nhận lễ đại lễ của gia đình hoàng nhà trai, xin chân thành cảm ơn. Trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau
ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khan khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đang duyên thắm duyên nồng thiền đã sang sông đậu bến huyên ương đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay
bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha, hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha, ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc, em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Thật xứng đôi.
mãi
chúc bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu thủy chung suốt đời. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 yo, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3 vô. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên ơi sánh đôi, lên dao mắt tay trong tay, chịu nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vụn trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy. Tiếng cười ai quá vui là vui.
duyên đôi mình. Và hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy nhà. Dồn tiếng cười niềm vui quáng vui dư thơm nồng. Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời, nguyện thề.
hiện diện tại trên sân khấu ngay lúc này đó chính là sự diện của hai vị đại diện phòng cưới tư gia họ nhà trai và họ nhà gái. Và ngay lúc này, trân trọng được kính mời quý vị sẽ cùng đến với những ý kiến phát biểu và ngọc đầu tiên sẽ là những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị. Cùng với đó là đôi lời phát biểu để cùng xin dâu trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời một vị đại diện tư gia họ nhà trai sẽ cùng có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bà, hộ nội hộ ngoại của nhóm Thắng, kính thưa các khách quý của gia đình ông Thắng và các bạn bè nam nữ anh niên của gia đình ông Thắng. Qua một thời gian, hai cháu tìm hiểu được sự nhất trí của hai cháu và chính quyền địa phương. Nay gia đình ông Vĩ có ủy quyền cho tôi nên thế này, xin phép ông bà được đón cháu Thủy về làm buổi lễ thành hôn cho hai cháu và giao cháu Thịnh cho gia đình ông Thắng. Là từ giờ phút này cháu Thịnh sẽ là cháu rể của các cụ và là con rể của vợ chồng ông Thắng. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể công các bà, cùng toàn thể các vị khách quý của hai gia đình. Hôm nay trong không khí thật là vui tươi của mùa cưới, tôi rất là vinh dự được sự ủy quyền của các cụ bên họ nhà gái chúng tôi, và nhất là được sự ủy quyền của ông Thắng bà Dân được thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Lần đầu tiên không biết nói gì hơn, xin gửi tới các cụ, công các bà cùng toàn thể các vị khách quý và bạn toàn thể bạn bè của hai cháu lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, công các bà, được phép của hai bên bố mẹ gia đình, các cháu đã đi lại yêu thương tìm hiểu nhau nay đã chín mùi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng ta long trọng tổ chức lễ thành hôn hai cháu. Tôi thay mặt cho bạn gái xin chấp nhận lời xin đón cháu Thủy về hôn trường hội nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các cụ, các bà dành nhiều thời gian và ngọc để đón cháu về và tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Bây giờ xin mời các cụ xơi trầu, uống nước, chút nữa mời các cụ đưa cháu về hôn trường hội nhà trai để hai gia đình chúng ta long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn.
Đấy là xin trân trọng kính mời các cụ, công tước bà, các vị khách quý của hai gia đình cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, ta dành thời gian đưa cháu Thủy về hôn trường hội nhà trai để hai gia đình chúng ta long trọng tổ chức lễ thành hôn hai cháu. Xin hôm nay trông chú rể
mê thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng. Cảm ơn tới toàn thể quý vị. Kính thưa các cụ, thưa toàn thể công tác bà, thưa các vị quý tân quý khách của hai gia đình, thưa toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, hôm nay trong không khí trang trọng này, thật vinh dự cho cá nhân tôi được sự ủy quyền và được phép của các cụ bên họ nhà gái chúng tôi, và nhất là được sự ủy quyền của ông Thắng bà Dân. Lời đầu tiên thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ, công các bà, và dành lời chào trân trọng nhất tới các cụ, công các bà trong buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các cụ, công các bà, cháu Thủy và cháu Thịnh đã được phép hai bên gia đình đi lại, tìm hiểu, yêu thương nhau, nay đã chín mùi. Và nhất là hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình ông Vĩ, bà Huê và ông Thắng bà Dân, hai gia đình chúng ta long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Cùng đó là được sự chứng kiến của Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh. Hôm nay hai gia đình chúng ta lại được thiên thời địa lợi, thời tiết rất là đẹp trong ngày đầu mùa cưới. Tôi đề nghị tất cả các cụ ông các bà dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ hạnh phúc cho hai cháu. Chính thức trao cháu Thủy về làm dâu làm con của các cụ công các bà, và cũng xin nhận cháu Thịnh từ giờ phút này trở đi sẽ làm cháu rể của gia đình chúng tôi. Kính thưa các cụ các bà, cháu Thủy về làm dâu làm con của các cụ công các bà, cháu còn rất là dại và cũng rất là mong được các sự yêu thương đùm bọc, thương yêu bảo ban cháu để cháu thành người con dâu hiền của dòng họ và của ông Vĩ bà Huê, để được sự yêu mến của các cụ của các bà. Và cũng xin dặn hai cháu thế này, yêu nhau rồi thì phải yêu nhau mãi mãi, yêu nhau cho đến trọn đời trọn kiếp, trên kính dưới nhường, vợ chồng bảo ban nhau cùng lồng tay thật chặt
sống với nhau đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Chúc sức khỏe các cụ công các bà thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc tình thương gia cũng thắm bà dân đời đời bền vững. Xin một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Kính thưa các cụ công các bà họ nhà trai, kính thưa các cụ công các bà họ nhà gái và các bạn và các quý khách của hai họ nhà trai và nhà gái và các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Qua một thời gian các cháu tìm hiểu được sự nhất trí của hai cháu và chính quyền địa phương và được sự vun đắp của hai gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình ông Mỹ và Huy ủy quyền cho tôi lên đây nhận cháu Thủy về làm cháu dâu của dòng họ nhà tôi và là con dâu của gia đình nhà ông Mỹ. Và tôi sẽ và cháu Thịnh sẽ là con rể của các cụ công các bà ở trên họ nhà gái về nhà ông Thắng nhà ngoài dân. Tôi xin chúc sức khỏe của các cụ công các bà hai họ có một sức khỏe tốt. Và trước khi các cháu đi dựng gia đình, bác có một lời căn dặn. Qua một thời gian các cháu tìm hiểu để phát huy truyền thống của hai gia đình thì bác mong các cháu sẽ là một người rể ngoan dâu hiền và bác phát huy làm ăn kinh tế của hai gia đình để phát triển kinh tế được vững mạnh. Sau đây xin mời hai họ ngồi xin nước chơi dầu để mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Của chúng ta đã chính thức lên duyên chồng vợ. Bác xin mời hai bác với một cái bắt tay thật chặt để kết chặt tình thông gia. Cùng uống ly rượu kết chặt tình thông gia trong ngày vui hôm nay.
hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu.